Các bạn ơi, hôm nay đi Costco nha các bạn. Giờ vô nha. Ít đồ dùng trong gia đình ha. Sẽ quay chợ hôm nay gần lễ Giáng sinh Costco như thế nào cho các bạn xem nha. Ông xã này, ông xã giờ mua gì đây? Ổ cứng em có rồi mà. Có on sale không? Ổ cứng mình có rồi nhưng mà cũng trước sau gì cũng đầy thôi à. Đó, ổ cứng, ông xã định mua cái ổ cứng này lúc trước là 119 đô, bây giờ còn bớt 25 đô, còn 94 đô ha, 95 đô. Đó, mua về để chứa những video mình làm đó. Đó. Hôm nay người ta cũng bán những tivi mới nè. Đó, cái headphone này á, thì 99 đô bây giờ giảm giá 30 đô các bạn. Ngày lễ chỗ nào cũng giảm giá ha. Các bạn muốn mua những đồ điện tử nào về dùng thì vô trong dịp lễ này sẽ bớt rất là nhiều nha các bạn. Ở đây cái máy chơi game gì mà bớt 70 đô nè. Đó, 489 đô bây giờ 419 đô. Máy tính nữa nè, máy tính hôm nay bớt cũng nhiều lắm các bạn. Cái máy tính này là bớt nhiều ha, bớt 220 đô luôn á, cái máy tính này nè. Đó, rất là đẹp, bớt nhiều lắm đó các bạn nè. Thấy không, bớt gần 300 đô á, gần 250 đô ha, quá chừng. Để bữa nào nó ra mất con. Cái này bớt 70 đô nè. Ngày lễ ở Mỹ rất là sướng các bạn, chỗ nào cũng giảm giá. Má biết rồi, đợi tí ra. Đó, cái máy này, máy này 700 đô bớt 100 còn 600 nè. Đó, tất cả những kiểu máy mới nhất, đẹp nhất, mạnh nhất ở đây đều giảm giá cho mình mua nha. Chỉ có trong dịp lễ thôi, qua dịp lễ này là tất cả đều lên giá lại nha các bạn. Đó, thấy đã chưa? Đây nữa. Cái này có bớt giá không? Cái này bớt chỉ 50 đô thôi, nhưng mà có giảm giá là được rồi. Đó là nguyên dàn máy tính giảm giá hôm nay. Này là cái máy tính gì đây? Mới nhất nè các bạn. Bao nhiêu tiền cái máy này? Mỏng ha, các bạn thấy không? Rất là mỏng. Máy này bao nhiêu tiền? Không thấy để giá à. Không thấy để giá máy này bao nhiêu hết. Đây đây đây, ở trên này 399 đô bây giờ bớt 125 đô còn lại 247 đô hết các bạn. Đó, máy cũng đẹp quá. Còn có 400 đô cái máy này thôi. 400 đô thì khoảng nhiều tiền, 1 đô là 24.000 đồng tiền Việt Nam. Các bạn đổi đây giùm mình nha. Rồi đi. Rất là nhiều đồ điện tử hôm nay giảm giá nha các bạn. iPad lớn, iPad nhỏ gì bây giờ cũng giảm giá hết nè. Đó, giảm được 100 đô cái máy này nè. iPad nè, iPad này có màn hình rời ha. Bác ở trên có này. iPad này, iPad Pro nè. Các bạn thấy cái iPad này không? Nó có nguyên cái bàn phím riêng để cho mình bấm nè. Đó, cái máy này lúc trước là 769 bây giờ là còn 669 ha. Có màn hình rời luôn. Thấy thương không? Rồi, ở đây nữa. Đây cái iPad này lúc trước là 400 đô đi, bây giờ bớt 50 đô còn lại 349 đô. Đó, cái máy giảm giá cũng nhiều ha. Phone nè. Bên này là những đồng hồ kết nối với cái phone này các bạn. Mình có thể coi giờ, có thể nhận tin nhắn. Đó. Tất cả những đồng hồ này cũng đẹp quá hả? Đẹp không các bạn? Nếu đồng hồ này tương tự giống cái phone ha, thì một cái như vậy thì 384.99 cent. Cái bên này 400 mấy đô nè. Cái bên này thì 269 đô cái đồng hồ. Cái này là 259 đô. Đó, mùa này TV cũng giảm giá luôn các bạn. Mình không rảnh để tới quay giá TV ha. TV giảm giá hết luôn. Rồi đi tìm ba. Vàng kim cương này các bạn. Hello. Cái nhẫn này 4.700 nè. Đó, về trăm cánh rồi kìa. Có cái nhẫn này 35.000 đô nè các bạn. Nhìn rất là đẹp. Ai thích sắm hộp xoàn thì vô đây sắm. Đó. Thấy đẹp không các bạn? 35.000. Cái nào? Cái này 35.000 nè. Này. Rất là nhiều kiểu. Từ 3.000 cho đến 6.000, 4.000, 7.000 cũng có, 5.000 cũng có nè. Tất cả những kiểu nhẫn kiểu nào cũng đẹp ha. Có tiền thì vô đây mua đeo. Đó. Sàn thiệt đó. Tôi thích cái nào? Tại vì người ta đào với lòng đất á, sâu lắm mới lấy được hộp sòn thiệt. Người ta về người ta mài dũa, người ta bán thành nhẫn. Rồi rất là nhiều hộp sòn ở đây, mình quay sơ sơ cho các bạn xem thôi. Đó, quá chừng đẹp ha. Bên này nữa nè. Bên này là hộp ngọc trai nè. Cái ngọc cái cục nuôi con ngọc trai xong lấy hạt. Nuôi cái ngọc trai có bán vàng nữa này các bạn. Rồi những cái nhẫn này quá trình đẹp ha. Nuôi con ngọc trai là con dễ. Nuôi cái con để hồi mẹ chỉ cho, mẹ mở mạng mẹ chỉ cho. Đồng hồ này. Đó, đồng hồ này bên đi tiền. Đồng hồ này là 1.700. Wow các bạn ơi, hôm nay người ta bán cua hoàng đế nè. Quá chừng là ngon ha. Cái càng nào càng nấy nè. Chắc phải mua mấy cái cua hoàng đế về ăn mới được. Hôm nay có giảm giá không? 23.99 cent, 24 đô nửa ký nha các bạn. 1 đô là 24.000 đồng tiền Việt Nam, các bạn nhân lên thì mình nha. Wow, 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 wow. Nhìn đã quá. Bạn thấy không? Chút nữa mình sẽ lấy phô nha. Ở đây nè. Quá chừng ngon ha. Thấy đã không các bạn? Đó, người ta chắp một mớ đá ha. Wow, wow. Ngon quá. Càng nào càng nấy, nhìn ngon hết ha. Bự thì là bự. Rồi bên này nữa nè. Cái càng này bự chưa? Ngon không? Cái này thì người ta đã luộc rồi các bạn. Đó, đó cá salmon này các bạn. Cá này ăn rất là ngon. Cá salmon. Đây là cá này các bạn, salmon. Hôm nay rẻ nha, 6 đô la một thao thôi. Cá rất là tươi. Nhìn con cá này đã chưa? tí, có mua cá về ăn không biết. Bán cua nè, cua nhỏ nè. Đó, người ta cũng hấp sẵn, luộc sẵn rồi người ta bán nè. Nhìn nghe không? Rồi, cua này thì 9 đô la một thao, 9 đô la nửa ký. Bên này nè, bán sò điệp nè. Sò điệp nhìn nguyên một cục nạc bự quá ha. Đó, sò điệp. Tôm hùm nè, quả hồng tôm hùm bự quá. Tôm hùm 25 đô nửa ký, không 10 đô là 240 các bạn, 240 tiền Việt Nam đó. Rồi bên này tôm nhỏ nè, tất cả. Rồi ở đây là con nghêu này ha, ngon quá trình. Rồi cái con này là con chim chép nè, chim chép nướng mỡ hành ha. Đó, 3 đô 29 sen một thao. Cua này người ta bán nguyên thùng này các bạn ha. Đây cũng bán nguyên thùng nè. Thùng thì thùng không biết bao nhiêu à. Tôm, cua. Tôm nguyên một thùng như vậy thì khoảng 100. Ở đây bán các bạn cá hồi nè, thịt tươi chưa? Quá chừng luôn ha. Cá hồi này, cá hồi gì đây? Cá hồi trong tủ đá, người ta đưa ra người ta bán rẻ hơn. Đó, miếng như vậy 30 đô, 31 đô. Đầy đủ, miếng nào cũng thấy ngon. À, tất cả những cá. Ngày lễ đó, người ta nghỉ lễ thì chợ mua thức ăn về bán rất là nhiều các bạn. Nhiều hơn bình thường, nhiều lắm á. Để cho mọi người sắm thức ăn, mua sắm thức ăn để ăn lễ này. Đó, những thịt người ta ướp sẵn này ha. Một miếng như vậy thì khoảng 26 đô thôi, cũng rẻ ha các bạn. Miếng này 24 đô này. Nè, nãy giờ ông xã mua được hộp kem. Kem nè. Rồi mua cái này là cái giấy mà để bịt đồ ăn đó các bạn. Cái này là cái dẻ rửa chén nè. Đó. Chùi nồi, chùi chén. Cái này gì? Cái này gì vậy anh? Tem ở trong á hả? Đó, mua tem thư này các bạn. Mình lấy cái miếng này rồi mình ra chỗ tính tiền, người ta mới đưa tem thư cho mình. Wow, còn lấy 2 hộp luôn á hả? Bỏ xuống chứ lạnh. Lấy kem nhiều quá. Kem này ăn cũng ngon này các bạn. Ít bữa nữa ăn ASMR kem này ha. Giòn rụm luôn. Rồi zip lock này con không biết, ở nhà hết rồi sao? Nè, người ta cho phô mai nè các bạn. Đó, ăn thử miếng ha. Đó, ở trong này như đã dĩ luôn nè. Có ăn không? Chi? Phô mai ngon lắm các bạn. Phi ngon không? Béo. Ở ngoài có một ít màu nâu nâu. Má ăn thử kìa. Phô mai nè. Đó. Lấy đi. Dạo mua phô mai. Ngon các bạn ơi. Phô mai này, phô mai gì đây? Không hiểu gì. Ông xã mới mua thêm 2 dĩa trứng. Đó, phô mai nè các bạn. Quá chừng phô mai. Trứng gà nè các bạn. Các bạn thấy trứng gà người ta bán từ trên cao xe chắc. Một mớ trứng gà ha. Đó, hết là người ta đưa xuống đây. Một vỉ là 4 đô thôi, 4 đô một vỉ này. Còn cái trứng mà organic bên này, organic thì bán mắc hơn. 6 đô mấy, 6 đô 39 một vỉ như thế này. Thì mấy đứa nhỏ nhà mình hay ăn trứng này nè. Tha hồ mà mua. Sữa này sữa trứng gà nè các bạn. Cái này, mua cái này về ăn. Mua cái này về ăn trái cây ha. Mấy bữa mua rồi mà ăn quên quay. Bây giờ sữa quá chừng ha. Thấy sữa không Vi? Đó, đủ loại sữa hết. Đây, sữa hạt hạnh nhân này các bạn. Quá chừng đã. Em làm rớt rồi. Chắc xì rong rồi, đổi khác cho em đi. Kẹo sô-cô-la, kẹo sô-cô-la. Wow, wow. Nhìn sô-cô-la ngày lễ người ta bán rất là đẹp các bạn ơi ha. Đẹp mà ngon nữa đó. Bán để mình mua làm quà đó các bạn. Sô-cô-la người ta bỏ vô cái chai rượu này các bạn. Sô-cô-la rượu. Này sô-cô-la. Sô-cô-la nè. Ở trong nè. Mẹ biết rồi. Ở trong nó, ở ngoài thì nó bọc hình cây kẹo nè các bạn. Còn ở trong thì giống hình dạng giống như vậy đó. Ha, thì khoảng 7 đô 79 cent một bịch như thế này. Con mua không? Rồi lấy đi. Đủ loại hết các bạn ha. Sô-cô-la nè. Mà mình không có thích ăn ngọt, ăn hấp dẫn cho ngày lễ này các bạn. Quá chừng ngon ha. Hộp như vậy thì 39 đô. Đó, bên này phô mai rồi hem. Cái này là phô mai cuộn với thịt hem nè, với rau quả nè. Này bánh kẹp phô mai nè. Rất là ngon. Đó, nhìn hấp dẫn quá hả? Thịt sườn người ta ướp sẵn nè, mua về chỉ nướng lên ăn thôi nha các bạn. Về là 25 đô một 2 miếng sườn như thế này, rẻ ha. Đứa con gái mình tới lúc nào cũng lấy bịch bánh này các bạn. Bánh này thì khoảng 10 đô la cho một hộp. Hồi nãy giờ mua cũng được mớ đồ rồi. Bánh sô-cô-la, đứa con gái thứ nhì thì lấy nguyên cái hộp sô-cô-la hình kẹo. Còn con gái lớn của mình thì cái thức ăn sô-cô-la bạc hà với dâu này các bạn. Rất là ngon. Cái bánh này là bánh gì đây? Bánh của trái cherry. Quá chừng ngon. Phải cherry không? Đó, cheesecake. Bánh này bánh phô mai, có trái cây các bạn ha. Trái này là Mexico berry nè. Nhìn cái bánh ngon chưa? Người ta làm từng lớp hấp dẫn quá. Vì có muốn ăn không? Không biết nữa, chắc đi á. Con muốn ăn khét hả? Khét này hả? Ở đây là trái mâm xôi màu đen này các bạn. Bây giờ cũng rẻ đúng á, 5 đô la một thì ăn cho các dịp lễ này các bạn. Bánh pumpkin pie. Đó, trái bí á, trái pumpkin á. Quá chừng luôn, ngày lễ nào thì người ta cũng ăn bánh này các bạn. Dịp lễ là hay ăn lắm. Quá chừng là bánh ngọt ha. Bánh ngọt nè, chanh nè, chanh vàng 6 cho 7 đô một bịch đi ha. Một bịch cũng hơn 2 kg đó. Chanh xanh. Rồi cam quýt gì đây. Mua bịch cam nha. Thôi mua thùng cam. Hôm nay mình mua thùng cam nha các bạn. Vi phụ mẹ. Mua thùng cam các bạn ơi, nặng quá. Thùng cam về dắt nước cho mấy đứa nhỏ uống. Mấy đứa nhỏ thì ít ăn trái cây nhưng mà uống nước trái cây thì nhiều. Mua thùng cam này. Má thích ăn thì má mua. Đó, gọi vô đây. Bà ngoại nè, thích ổ bánh mì nè. Rồi. Có rồi, bánh mì ngon cho các bạn, mới ra lò còn nóng hổi nha. Một cặp như thế này thì khoảng 5 đô la thôi. Đô la thì khoảng 10 đô la là 240, 5 đô la là khoảng 70.000 tiền Việt Nam đó các bạn. Hai ổ bánh mì này. Người ta đẩy bánh ra, người ta chắp thêm vô đó. Rồi bên này là trái thơm nè. Có đi con. Lê mận đào gì mùa đông cũng có bán hết các bạn. Một bịch như thế này thì khoảng 8 đô la. À, đủ loại lê hết. Lê này lê giòn hơn nè. Lê này một bịch thì 9 đô la. Lê organic, lê tự nhiên. Đó. Một loại lê vàng. Rồi bây giờ mặc cái áo đi vô trong nhà lạnh nha các bạn. Rồi đi vô nhà lạnh bữa nào đã ăn nha. Rồi nhiều lắm đó. Một bịch như vậy thì khoảng 4,5 đô nha các bạn. Bắp cải mini. Rau xanh này ngon. Mấy đứa nhỏ nhà mình không ăn. Một hộp vậy 8 đô, 7 đô đó. Tất cả nho người ta bán rất là nhiều các bạn. Mùa đông mà trái cây còn nhiều hơn mùa hè nữa đó. Nho xanh, nho vàng. Thấy có nho nào lạ lạ mình mua một miếng. Nho đen nè, nho đen này ngon nè. Nho đen này ngon quá các bạn. Lấy một hộp nha. Ở đây là trái mâm xôi màu đen này các bạn. Bây giờ cũng rẻ đúng đó, 5 đô la một mua mâm xôi về ăn ha, Việt Quốc nè. Việt Quốc nè. Đẩy vô đây luôn hả, lạnh lắm á. Mua trái Việt Quốc về ăn. Thì chỉ xay ra mới uống. Mình rất là thích. Mê nhất là trái mâm xôi đỏ. Mâm xôi đỏ ăn ngon lắm á. Lấy trên này. Trên này có nhiều thứ để lựa nè. Đó. Trái vị này ngon này. Cái vị này. Trái này là trái cranberry. Trái Nam Việt Quốc đó các bạn. Bán rất là rẻ. Có 3 đô la thôi. Thôi mua một bịch về làm nước ép uống. Đó, nhìn ngon không. Đi chợ toàn mua trái cây. Để qua lấy rau salad. Vi, Vi cầm giùm mẹ cái con. Cầm ra xe giùm mẹ đi. Đi ra xe bỏ. Vô lấy thêm ít salad nữa là xong nha các bạn. Vô trong này nó lạnh. Lạnh tê tái luôn, lạnh ngắt luôn. Ở ngoài trời thì đã lạnh rồi, ở trong này còn lạnh hơn. Nhà mình hay ăn cái loại xà lách này, mấy xà lách này. Đây, xà lách organic đấy. Lấy cái hiệu màu xanh lá cây hay màu tím. Nào ngon, ok không? Xà lách này các bạn. Xà lách thì gia đình mình hay ăn cái hiệu xà lách này, cái màu tím tím này này. Đó, xà lách organic. Ăn giòn rụng luôn. Rồi mấy đứa nhỏ thích dưa leo các bạn. Dưa leo nhỏ nhỏ. Ở đây có bán. Sao mùa này không thấy dưa leo không? Cà rốt, lấy bịch cà rốt. Rồi. Còn cái gì nữa chưa lấy không? Rồi đó. Còn thiếu thịt nữa. Mà thịt mình mới đi chợ Mỹ mình mua thịt rồi. Bây giờ chỉ mua rau với trái cây thôi. 11 đô một hộp. Ngon ha. Mà mình không thích ăn ngọt. Rồi bên này mua trái dưa hấu về chưa ăn nè. Dưa lưới nè. Lâu quá chưa mua dưa lưới. Hôm nay dưa lưới lại rẻ các bạn, 5 đô một cặp. 5 đô cặp dưa lưới. Hay cặp. Rồi bỏ vô đây. Xe trái cây. Rồi đi chưa? Ba đâu rồi con? Xoài. Xoài này ha. Đó, một thùng xoài này thì chỉ có 7 đô thôi, 7 đô la ha. Đây, lấy một thùng về. Ô nặng. Đi lấy bánh xè đó. Rồi lấy một thùng xoài. Má không biết, ba đi lấy bánh xè. Ha, ba đi lấy bánh xè. Con muốn gì? Đây có bán tất cả loại thuốc này các bạn. Thuốc organic này. Organic thuốc này. Vitamin đó, nhiều lắm á, thuốc bổ, đủ loại thuốc hết. Lấy một cặp này cho mấy đứa nhỏ bên nhà mình này. Đó, mỗi ngày ăn một viên là nó bổ sung chất dinh dưỡng, chất vitamin cho con ha. Đó các bạn ơi, hôm nay chắc mình sẽ mua 3 cái máy tính cho 3 đứa con của mình. Tại vì cũng đang giảm giá đó, mấy đứa nhỏ chưa có máy tính, nó xài chung với mình không à. Bây giờ mua cho 3 đứa 3 cái để mấy đứa nó học á. Các bạn ơi, mình đã lấy 3 cái máy tính nha các bạn. Một cái 600 đô, cái này bớt được có 50 đô thôi hả? Cái này thì bớt khoảng 100 đô nha các bạn. Lấy 3 cái làm quà Noel cho 3 đứa con của mình. Rồi sẽ về đọc hộp máy tính cho các bạn xem nha. Bây giờ thì mình ra cái chỗ tính tiền ấy, người ta sẽ đưa 3 cái máy tính ra cho mình nha. Mình xài trong vòng 3 tháng, mình không thích mình có thể trả hoặc đổi nha các bạn. Đó, để đây chút xíu người ta sẽ đưa máy tính cho mình. Rồi bây giờ anh mua cái này gì vậy? Đó, cái ổ cắm điện này các bạn. Rồi đồ đạc hôm nay mua đã xong ha. Hôm nay quên mua con cua hoàng đế rồi. Mai mốt. Cái này nè, có bỏ sô-cô-la nè, hay Hường nhớ không? Mẹ thích. Ai gọi vậy? Để em tính đi. Để tính chung đi, có sao đâu. Để tính ra cùng đi. Đó, đồ đạc đã sắp lên bàn, chuẩn bị tính tiền. Mấy cái này nặng quá kêu không nổi. Ok. Dạ quên sao. Hôm nay cái receipt của nhà mình hơi cao tại vì có ba cái máy tính ha. Ba cái máy tính thì khoảng nhiêu tiền? Ba cái khoảng thuế vô thì khoảng gần 1.900 đó các bạn. Đó. Thì khoảng 2.000 đô 78. No. Hôm nay mình mua là 2.000 đô 260 nha các bạn. Rồi. Cuối năm nè. Sẵn mua ba cái máy tính cho mấy đứa nhỏ học. Rồi bây giờ về thôi. Cho mẹ cắn. Ngon quá vậy. Mấy đứa nhỏ có máy tính mới học rồi đó. Máy tính của mình thì mình phải làm việc riêng. Rồi ha các bạn. Đẩy xe, ra xe về thôi. Kẹo gì mà ngon vậy, cho mẹ một cây. Wow. Kẹo sô-cô-la ngon lắm các bạn. Má, ăn thử kẹo này ngon lắm. Bông ê dễ láo. Đó, ra tới đường rồi các bạn ơi. Trời mưa này các bạn thấy không? Mưa nè à, lạnh lắm. Trời lạnh lắm. Vừa đi vừa cắn miếng sô-cô-la. Xung quanh rồi. Cảnh tối vui rồi. Mấy mẹ con mình rồi. Có bà ngoại nữa. Có mua rồi. Bỏ đồ lên xe các bạn. Ông xã mình mua cho mình cặp bánh xe này thì khoảng 750 đô, mua ở tại Costco này luôn, hồi nãy không chạy đi lấy bỏ lên đây. Bánh xe chạy mùa đông tuyết đó các bạn. Tuyết thì mình gắn riêng một cái bánh xe riêng. Rồi bây giờ bỏ thức ăn lên xe ha. Đó, ông xã đó, xã khi bỏ lên xe. Có chỗ không? Có chỗ bỏ không? Máy tính thì ướt nè. Ôi. Máy tính nè, bỏ nhẹ nhẹ máy tính hơi chừng bể nè. Còn máy tính nữa, máy tính đó, cầm nặng quá chừng. Rồi mấy rửa chén. Rồi sẽ về đập hộp ba cái máy tính cho các bạn xem nha. Đi chợ đã xong rồi, mình đã chất đồ lên xe rồi, bây giờ đóng nắp xe đi về thôi các bạn. Trời rất là lạnh. Lạnh cống luôn. Mùa đông tới rồi, mùa đông tới. Nhìn mưa nè. Đó. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.